Sài Gòn Sky xin chào các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay, Sài Gòn Sky lại tiếp tục cập nhật để gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất về cầu Thủ Thiêm II. Như các bạn biết đấy, cầu Thủ Thiêm II trong quá trình thi công gặp khá nhiều khó khăn, như là về vấn đề giải phóng mặt bằng cũng như là vốn, đặc biệt là trải qua dịch Covid-19 nên là quá trình khá chậm. Tuy nhiên, công trình dự án cũng đã hoàn thiện và khánh thành đưa vào dùng vào ngày 28/4/2022. Còn riêng về vấn đề đèn kỹ thuật, số bạn có hỏi thì theo quan sát tôi thì hiện nay cũng ra là ngày 24/12/2022 rồi. Tuy nhiên thì cũng chưa có dấu hiệu triển khai đèn kỹ thuật. Theo một số thông tin như là một số lãnh đạo thông tin trước đó với truyền thông, chậm nhất là cuối năm 2022 hoàn thiện. Tuy nhiên là cuối năm rồi thì chắc chắn hạng mục này đến chờ đến 2023 rồi các bạn. Hiện nay thì tôi đang đứng cái đầu tàu, trước đây là cái bến tàu hải quân. Sau khi mà quá trình hoàn thiện thì cầu tàu này vẫn chưa có triển khai, chưa có triển khai một cái hạng mục nào ở đây, vẫn giữ nguyên. Sau đây mời các bạn cùng Sài Gòn Sky dạo quanh cầu Thủ Thiêm II, xem diện mạo mới của cầu Thủ Thiêm II. Đây là nhánh N1 xuất phát từ số 5B Tôn Thắng và đi lên hòa nhịp cùng nhánh N1 và đi sang bên khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Còn đây là cái nối lên dành cho người đi bộ ở phía bên bến Bạch Đằng, tức là phía bên quận 1 đó các bạn, bao gồm hai lối lên bên phải và bên trái. Cái lối lên bên phải là giáp với cái nhánh N1, lối lên bên trái là giáp nhánh N2 nha các bạn, tức là hai lối lên. Đây là cái điểm tiếp giáp giữa nhánh N1 và nhánh chính nha các bạn. Đây là cái giả cầu nhánh chính nha các bạn. Đây là cái nhánh N2 cho các bạn, giáp nhánh chính cho các bạn, nhánh phụ N2 thì có cái hướng đi từ bên khu đô thị mới Thủ Thiêm đi sang quận 1 là đi không đi thẳng được, đi tới ngã tư Tôn Đức Thắng lên Tôn và Nguyễn Hữu Cảnh thì là ôm cua vòng lại, và sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là đi về công trường Mê Linh, và thứ hai là vòng trái lại ở cái góc cua này các bạn. Đó thì nó quay lại cái ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh lên Tôn và Tôn Đức Thắng. Ở đây là bên cạnh là cái dự án The Sun Tower của An Phong vẫn đang được triển khai. Đây là cái nhánh phụ N2 giáp nhánh chính nha các bạn, ở phía bên quận 1 nha các bạn. Đó thì hai bên có hai cái lối lên dành cho người đi bộ. Bên trái thì giáp cái lối lên giáp
nhánh nhà 2 của bên phải là có lối lên là giáp nhánh nhà 1. Đây bên cạnh là cái công trình bên là Sun Tower thì người ta cũng mới rào, tuần trước thì chưa rào nha các bạn, mới rào lại rồi. Đây là cái dạ cầu ở phía bên quận 1 nha các bạn, đó cái lối lên cầu thang lên giáp nhánh N2. Thì ở phía bên còn viên bên thành phố Đức thì cũng chưa có hoạt động cái lối lên xuống do cái mặt bờ sông chưa hoàn thiện. Còn đây là cái gầm dạ cầu ở phía cái bên mặt bờ sông bên quận 1 thì có những cái thiết kế để dành cho bên bộ phận kỹ thuật kiểm tra định kỳ khám sức khỏe của cầu nha các bạn. Đây là cái dạ cầu nhánh chính nha các bạn. Thì thường thường cuối tuần các bạn trẻ cũng như là một số bạn trượt patin cũng như là quay phim chụp hình và tụ tập cũng khá đông. Phía xa xa kia là cái cầu tàu thì vẫn chưa được triển khai, cũng vẫn chưa có một cái dự án hay là một cái thiết kế nào triển khai, vẫn để nguyên. Đây cái lối lên cầu thang đi bộ, là những cái đi bộ đi lên cầu để di chuyển sang bên khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là ven sông, hôm nay thủy triều xuống khá thấp nha các bạn. Thời điểm tôi ghi hình là nước thủy triều xuống thấp. Xa xa là cầu tàu. Còn đây là nhánh nhà 1 nha các bạn. Trong khi di chuyển lên thang bộ thì có một anh mắc võng ngay chỗ cầu thang ngủ đây các bạn. Tình hình nói chung đơn vị vệ sinh cũng khá vất vả, tuy nhiên chúng tôi thấy thì cũng có một số ống trích ở ngay cái cầu thang bộ lối lên dành cho người đi bộ nha các bạn đó. Thì trong quá trình thi công thì như chúng tôi cũng đã nói là cũng hơn 7 năm mới xong hoàn thiện và khánh thành và đưa vào dụng vào ngày 28 tháng 4 năm 2022. Thì cũng gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề giải phóng mặt bằng, vốn và đặc biệt là trải qua cái kỳ dịch bệnh Covid-19. Cho đó ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Thì cho đến nay ngày 24 tháng 12 năm 2022 thì cái hệ thống đèn mỹ thuật vẫn chưa được triển khai. Còn đây là tôi đang đứng ở cái vị trí khớp nối cuối cùng, tức là cái vị trí hợp long, tức là cái dịp trầm thứ 16, 17 hợp long kết nối đôi bờ, tức là cái hai cái nhịp cuối cùng được kết nối với nhau ở tại vị trí này là dầm thứ 17, dầm thứ 16. Đây là cái vị trí hợp long nha các bạn. Đây là cái cọc
bó cáp. Chúng tôi quay sát khá lớn nha các bạn. Thì trong cái bó cáp này có gồm những cọng cáp. Trong cái tùy những cái cọng bó cáp mà cái về khác nhau về cái số lượng. Có bó cáp thì từ 7 đến 8 sợi cáp nha các bạn, có bó cáp thì cả 10 hơn 10 sợi cáp bên trong, tùy vào những cái sợi cáp nha các bạn. Cho nên là cái số lượng sợi cáp bên trong khác nhau nha các bạn. Thì sau khi sự cố là một số đối tượng đã tháo gỡ những cái chắn bùn, chắn rác, thoát nước ở cầu Điếm 2, thì đơn vị thi công đã bổ sung thêm và khóa thêm những cái xích hàn chết luôn các bạn. Thì hiện nay thì không còn cái hiện tượng là tháo cái nắp chắn rác ra nữa các bạn. Thì hiện nay cái hạng mục đèn mỹ thuật vẫn chưa được triển khai. Thì theo thông tin trước đó, lãnh đạo thành phố cũng đã thông tin đến truyền thông là chậm nhất vào cuối năm 2022 thì sẽ hoàn thiện cái hạng mục đèn mỹ thuật. Tuy nhiên hôm nay đã là ngày 24 tháng 12 năm 2022, thì chắc chắn cái hạng mục này phải đợi đến sang năm 2023 thì cũng mới triển khai được các bạn. Hình ảnh các bạn đang xem là chúng tôi mới cập nhật ngày 24 tháng 12 năm 2022. Đây là cái lối cầu thang dành cho người đi bộ ở phía bên thành phố Thủ Đức thì vẫn chưa hoạt động do cái hạng mục bên dưới cảnh quan chưa hoàn thiện. Ở đây là cái dạ cầu ở phía bên thành phố Thủ Đức nha các bạn, thì cũng có hai cái lối đi bộ lên xuống, cầu thang lên xuống dành cho người đi bộ nhưng mà chưa hoạt động do cái dạ cầu bên dưới chưa hoàn thiện. Thì hiện nay đơn vị thi công bên phía thành phố Thủ Đức cũng đang hoàn thiện cái hạng mục cảnh quan ven sông, công viên ven sông ở ngay cái vị trí nhà triển lãm. Đây là cái dạ cầu ngay giáp bờ sông ở phía bên thành phố Thủ Đức nha các bạn. Thì nói chung vẫn chưa hoàn thiện, do đó là chưa hai cái lối lên xuống cầu thang bộ cũng chưa hoạt động nha các bạn. Thì chúng tôi sẽ ngoài những cái view góc nhìn trên cao thì chúng tôi sẽ bổ sung những cái view ở bên dưới có góc nhìn nó thực tế hơn. Nếu cảm thấy video hay hữu ích thì xin các bạn một like cũng như các bạn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những công trình dự án ở khu trung tâm Sài Gòn cũng như là bên khu đô thị mới Thủ Thiêm. Mời các bạn tiếp tục theo dõi và đón xem những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua đã đồng hành cùng Sài Gòn Sky. Chân thành cảm ơn các bạn. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình một mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào tạm biệt. Sau đây mời các bạn xem một số hình ảnh mà chúng tôi mới ghi hình. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng chúng tôi. Nếu có gì thắc mắc thì mời các bạn cứ comment ở dưới, chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời cũng như là cập nhật thêm để các bạn kịp nắm bắt. Chào tạm biệt các bạn.